Kính thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Quốc hội thảo luận phiên họp toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đường bộ. 22 đại biểu đã đưa ý kiến nhằm hoàn thiện dự án luật trước khi Quốc hội bấm nút thông qua. Sự thảo luật đường bộ trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 7 có 86 điều, giảm 6 điều so với dự thảo luật chính phủ trình, đã chỉnh sửa nội dung 82 điều, bỏ 7 điều, đồng thời gom nội dung một số điều để xây dựng thành điều mới, sắp xếp lại vị trí 3 điều. Dự thảo luật đã tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu Quốc hội, đủ điều kiện báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua. Tại phiên họp sáng nay, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hơn dự án luật. Tôi cũng đề nghị là cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra rà soát điều chỉnh khoản 10, điều 56 theo hướng là vừa kiểm soát tình trạng xe dù bến cóc nhưng vẫn tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới 10 chỗ được hoạt động. Đây cũng là cách thiết thực để thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước trong cái việc dần tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân để phát triển vận tải hành khách công cộng và giảm thiểu khí thải nhà kính, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực của xã hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tôi cho rằng cần cân nhắc việc giao chính phủ quy định điều kiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa bằng xe 4 bánh có gắn động cơ, bởi trong bối cảnh Đảng, nhà nước có nhiều chủ trương chính sách trong nhằm cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, các vấn đề liên quan đến cấp phép của cơ quan nhà nước ngày càng được minh bạch hóa và quy định khá đầy đủ ở các văn bản luật. Một số ý kiến đề nghị rà soát quy định về giải thích từ ngữ, chuyển một số nội dung có tính chất giải thích từ ngữ tại các điều luật, rà soát quy định về quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ, hệ thống đường địa phương, đường đô thị, cơ sở dữ liệu đường bộ, hệ thống giao thông thông minh để đảm bảo tính chất thống nhất, tính khả thi và tiết kiệm hiệu quả. Cũng có ý kiến đề xuất bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, đảm bảo cụ thể, rõ ràng. Tại khoản 3 quy định, thời kỳ quy hoạch mạng lưới đường bộ là 10 năm, tầm nhìn 30 năm đến 50 năm. Thời kỳ quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ là 10 năm, tầm nhìn 20 năm đến 30 năm. Quy định như vậy chưa chính xác. Vì thời điểm quy hoạch mạng lưới đường bộ và thời điểm quy hoạch kết cấu đường bộ có thể không trùng nhau, sẽ bị lệch pha nhau về thời kỳ quy hoạch và chỉ đúng khi thời điểm quy hoạch trùng nhau, nên chỉnh sửa lại. Thời kỳ quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ phù hợp với thời kỳ quy hoạch mạng lưới đường bộ. Đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung hành vi bị nghiêm cấm, lập chốt thu phí sử dụng đường bộ trái pháp luật. Vì thực tiễn đã xảy ra nhiều trường hợp, người dân tự ý lập chốt thu phí của các phương tiện tham gia giao thông, nhất là khi xảy ra tình trạng sạt lở trên đường gây tắc nghẽn cục bộ. Nghị định số 100 năm 2019 quy định vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng hoặc thành lập trạm thu phí đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải đồng ý theo quy định. Do đó, việc bổ sung hành vi này trong dự thảo luật là phù hợp. Một số ý kiến đề nghị xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong việc đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ. Nhiều ý kiến tán thành quy định phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ nếu bố trí được nguồn lực. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung này để đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về ngân sách nhà nước. Mời đại biểu Nguyễn Thị Huế phát biểu và đại biểu Lã Thanh Tân, đoàn Hải Phòng chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, sự thảo luật đường bộ trình tại kỳ họp này đã được tiếp thu, chỉnh lý rất nhiều nội dung phù hợp. Tuy nhiên, để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, tôi xin phép có một số ý kiến như sau. Thứ nhất, về các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 7. Đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung hành vi bị nghiêm cấm, lập chốt thu phí sử dụng đường bộ trái pháp luật. Vì thực tiễn đã xảy ra nhiều trường hợp, người dân tự ý lập chốt thu phí của các phương tiện tham gia giao thông, nhất là khi xảy ra tình trạng sạt lở trên đường gây tắc nghẽn cục bộ. Bên cạnh đó, hiện nay, tại điểm A khoản 1 điều 14, Nghị định số 100 năm 2019,
của Chính phủ quy định vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng hoặc thành lập trạm thu phí đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải đồng ý theo quy định. Do đó, việc bổ sung hành vi này trong dự thảo luật là phù hợp. Thứ hai, về sử dụng đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, quy định tại Điều 16. Theo quy định tại khoản 2, khoản 3, đất hành lang an toàn đường bộ chưa được nhà nước thu hồi thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo quy định của luật đất đai và đáp ứng các quy định về bảo đảm an toàn công trình đường bộ và công trình khác trong hành lang an toàn đường bộ. Không che lấp biển báo hiệu đường bộ, không ảnh hưởng đến tầm nhìn xe chạy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuân thủ các quy định về bảo vệ cảnh quan, môi trường và các quy định khác của pháp luật. Thực tiễn quản lý đất hành lang an toàn đường bộ đối với đất chưa thu hồi gặp rất nhiều khó khăn. Theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai năm 2024, thì khi xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ. Để thuận lợi, rõ ràng và minh bạch trong quá trình áp dụng, tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung cụ thể trong dự thảo luật phạm vi người sử dụng được thực hiện hay không được thực hiện liên quan đến hành lang an toàn đường bộ chưa được nhà nước thu hồi đất. Thứ ba, về một số nội dung khác, đề nghị xem xét, nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh một số quy định của dự thảo luật đường bộ sang dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho phù hợp, cụ thể như sau. Tại chương 4 của dự thảo luật đường bộ, quy định về tổ chức vận tải đường bộ, trong đó có các quy định liên quan đến vận tải hành khách bằng xe ô tô, từ Điều 57 đến Điều 60. Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, từ Điều 61 đến Điều 64. Vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh và các loại xe tương tự, Điều 65. Vận tải hành khách hàng hóa bằng xe 4 bánh có gắn động cơ, Điều 66. Hoạt động vận tải đưa đón trẻ em mầm non, học sinh bằng xe ô tô, Điều 70. Tuy nhiên, đối chiếu với chương 3, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quy định về phương tiện giao thông đường bộ cho thấy cũng có những nội dung liên quan như bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô vận chuyển hành khách tại Điều 44, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô chở học sinh, trẻ em mầm non tại Điều 45, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong vận chuyển hành khách hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, Điều 46. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe 4 bánh có gắn động cơ vận chuyển hành khách hàng hóa, Điều 47. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa, Điều 48. Theo đó, tại nhiều điều trong dự thảo luật đường bộ có quy định nội dung dẫn chiếu đến việc thực hiện luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như tại khoản 2, Điều 57, quy định việc vận tải hành khách bằng xe ô tô phải thực hiện quy định tại Điều 56 của luật này và pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tại khoản 6, Điều 59, quy định quyền và nghĩa vụ của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, thực hiện trách nhiệm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và quy định của pháp luật khác có liên quan. Khoản 3, Điều 61 quy định việc vận tải hàng hóa bằng xe ô tô thực hiện theo quy định tại Điều 56 của luật này, pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tại khoản 2, Điều 63, người lái xe vận tải hàng hóa bằng xe ô tô có nghĩa vụ thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và quy định khác của pháp luật có liên quan. Khoản 1, Điều 65, tổ chức cá nhân sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh và các loại xe tương tự để kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa phải thực hiện quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Hay tại khoản 1, Điều 66, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ để kinh doanh vận tải phải thực hiện theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Do đó, đề nghị xem xét rà soát, nghiên cứu phù hợp để chuyển một số nội dung quy định về tổ chức vận tải đường bộ sang luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo tính thống nhất, thuận lợi cho công tác quản lý, tuyên truyền, tìm hiểu và chấp hành pháp luật, nhất là của người dân và các cơ quan đơn vị tổ chức liên quan. Theo đó, tại Điều 1 dự thảo luật đường bộ
quy định về phạm vi điều chỉnh, đề nghị bỏ cụm từ tổ chức vận tải để chuyển sang luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Về cơ sở dữ liệu đường bộ, đề nghị chuyển nội dung quy định cơ sở dữ liệu về hoạt động vận tải bằng xe ô tô trừ cơ sở dữ liệu hành trình của phương tiện giao thông đường bộ và cơ sở dữ liệu quản lý thời gian điều khiển phương tiện của người lái xe tại điểm D khoản 1 điều 6 dự thảo luật đường bộ sang điều 8 về cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho phù hợp, thuận lợi khi xây dựng cơ sở dữ liệu. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.